Hai đội cống hiến bữa tiệc bàn thắng và rượt đuổi tỷ số trên sân Allianz Arena khi cách biệt không lúc nào quá hai bàn. Chiến thắng cho chủ nhà đã được dự báo từ trước, nhưng Manchester United cũng không chịu đầu hàng sớm. Tuy nhiên, bàn của Casemiro rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 đến quá muộn, ngay trước hiệu còi mãn cuộc của trọng tài Glenn Neuberg. Manchester United nhập cuộc không tồi khi họ tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, nhưng Facundo Pelizzi và Christian Eriksen lần lượt bỏ lỡ cú đệm cận thành. Còn huấn luyện viên Erik ten Hag mừng hụt bên ngoài đường biên. Đội khách chủ động triển khai bóng ngắn nhờ khả năng chơi chân của Onana. Nhưng trận này anh lại mắc một sai lầm dẫn đến bàn thua, khi cú sút của Leroy Sane từ rìa cấm địa đưa bóng đi không quá sát cột, nhưng thủ thành 27 tuổi lại bắt hụt bóng. Bàn thắng ngay từ cơ hội đầu tiên giúp Bayern chơi hưng phấn hơn. Chủ nhà ghi thêm bàn từ cơ hội thứ hai, lần này tiền vệ Jamal Musiala ngoắt bóng loại bỏ Diogo Dalot bên trái cấm địa, trước khi chuyển ra cho Serge Gnabry sút về góc xa không cho Onana cơ hội nào cản phá. Ngoài sân, Ten Hag lắc đầu rồi vuốt mặt khi thấy ngứa rung lên. Không như trận thua Brighton trước đó, lần này Manchester United phản khá mạnh mẽ hơn. Đầu hiệp 2, tân binh Rasmus Højlund ghi bàn đầu tiên cho Quỷ Đỏ với cú sút đập đất và chân đối thủ đổi hướng, khiến thủ môn Sørensen Ørjan không kịp trở tay. Ørjan có thể làm tốt hơn, nhưng lỗi của anh không nặng như Onana ở bàn thua đầu tiên. Cú sút phạt đền thành bàn của Harry Kane dù Onana đoán đúng hướng.